Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là một cái bài video cuối mình nói về việc mà đánh giá cái hiệu quả của cái việc quảng cáo trên NFC. Tại sao nó là một cái video cuối? Thật ra thì nó là video tổng hợp thôi chứ không phải là video cuối. Mình đánh giá cái về hiệu quả của cái việc quảng cáo trên NFC. Bởi vì trước cái video này mình đã làm ba cái video rồi. Mình nói về việc mà đánh giá hiệu quả của cái quảng cáo dựa vào ba cái chỉ số. Thứ nhất là CPP, đó là cost per purchase. Thì mình đã làm riêng một cái video mình nói về cost per purchase, nó khá là dài nên mình muốn làm riêng một cái video đó, để mà khi mà các bạn muốn hiểu thật sâu về cái CPP á, mình coi riêng cái video đó. Sau đó thì mình làm một cái video về tỷ lệ chuyển đổi, nó gọi là conversion rate. Thì cái conversion rate nó cũng là một cái chỉ số thứ hai mà nó ảnh hưởng tới cái việc mà cái quảng cáo của bạn nó có hiệu quả hay không. Sau đó mình làm một cái video thứ ba là mình nói về cái ROI. Cái ROI nghĩa là cái lợi tức đầu tư, và mình cũng giải thích rất là kỹ là mình phải nhìn vào cái ROI mình xem cái là cái quảng cáo mình có hiệu quả hay không đó. Thì như vậy thì bạn đã có ba cái video tương ứng với ba cái chỉ số khác nhau: ROI, CPP và cost per purchase, là ba cái số liệu mà dựa vào ba số liệu đó bạn có thể đưa ra cái quyết định là xem cái quảng cáo mình đó, cái đầu tư của mình coi cái quảng cáo là cái như một cái khoản đầu tư của mình và nó có hiệu quả hay không. Khi nó hiệu quả thì sao? Nếu mà quảng cáo mình dựa vào ba chỉ số đó mình thấy là cái quảng cáo mình hiệu quả, thì ví dụ như chỉ số này ha, ở đây mình tính sẵn nè, nếu mình nhìn vào cái CB nó phần trăm nó như vậy, CA cái là conversion rate phần trăm nó như vậy, AOV là cái tỷ lệ trung bình trong một cái đơn hàng, doanh thu trung bình trong một cái đơn hàng nó là như vậy, rồi nó như vậy, thì mình sẽ có bốn năm chỉ số, ba bốn chỉ số gì đó, mình sẽ dễ dàng mình đưa ra cái quyết định coi là cái quảng cáo mình nó có hiệu quả hay không. Chứ là không phải là mình muốn tăng quảng cáo mình lên là mình tự vô mình xem mà mình thấy được được là mình tự tăng, hay là mình muốn giảm quảng cáo là mình giảm. Mình phải phải có một cái gì đó, một cái chỉ số mình đo lần được và mình đánh giá nó, mình theo dõi nó trong theo theo ngày, theo tuần, và một cái khoảng thời gian mình thấy nó hợp lý, một tuần chẳng hạn, rồi mình sẽ quyết định mình thấy nó đang có chiều hướng tích cực đi lên đó, dựa vào những cái chỉ số này mình tăng quảng cáo lên. Mình đang chạy quảng cáo là 100 đô một ngày, mình thấy cái chỉ số đang tốt, mình tăng quảng cáo lên 500 đô một ngày chẳng hạn. Thì khi mà bạn quảng cáo nó nhiều quá, cái số tiền mình bỏ quảng cáo nó nhiều, ví dụ mình bỏ ra 5 đô, 10 đô thì mình không nói, nhưng mà có rất là nhiều cửa hàng, nhiều bạn chạy một khi một ngày chạy cả ngàn đô, hai mươi mấy triệu một ngày, thì nó cũng khá là lớn rồi. Thì mình không thể nào mình đánh giá cái quảng cáo mình nó hời hợt được. Mình phải có những cái chỉ số mình đánh giá nó, mình phải hiểu rõ nó đang đi hướng tốt hướng xấu, khi đó mình chạy quảng cáo cho nó hiệu quả và nó không có bị mất nhiều những cái chi phí mà nó không không tốt ha. Thì cái việc mà đánh giá như vậy nó không phải là về trong lĩnh vực SE không, mà nó còn liên quan như những cái lĩnh vực kinh doanh khác. Nên là bạn thấy là thường những cái người mà sếp lớn của một công ty, ví dụ như là VinGroup chẳng hạn, ông Phạm Nhật Vượng ấy chẳng hạn, khi mà ông quyết định là đầu tư một cái mảng gì đó mới, hay là cắt giảm nhân sự, hay là mở rộng gì đó thêm, thì ông phải dựa vào cái báo cáo từ cái nhân viên ở dưới đưa lên, đúng không? Thì nhân viên ở dưới đưa lên nó phải báo cáo, nó phải ra một cái số liệu, và cái ông Phạm Nhật Vượng ông mới nhìn vô cái số liệu đó, ông mới đánh giá là cái việc mà kinh doanh này nó đang không hiệu quả, mà nếu mà trong vấn đề về tương lai nữa, nếu mà có đầu tư thêm nữa thì nó cũng không, có thể nó sẽ không không đi theo chiều hướng tốt hơn được nữa. Nên là người ta có thể quyết định đưa ra quyết định người ta sẽ không tiếp tục đầu tư, hoặc là tốt thì người ta sẽ tiếp tục đầu tư thêm đó. Thì nó phải có cái số liệu gì đó người ta mới đánh giá được. Thì từng mỗi mỗi một cái ngành nghề thì họ sẽ có mỗi cách nhìn, cách đánh giá nó dựa vào những cái chỉ số nó khác nhau. Nhưng mà có một số ngành nghề thì có thể là sử dụng những cái chỉ số giống nhau, ví dụ như là ROI nè. Cái ROI này nếu bạn coi cái video của mình đó, thì cái ROI này nó tính cái lợi tức đầu tư, xem coi là cái việc mà mình đầu tư vào cái dự án đó nó có hiệu quả hay không. Thì cái ROI này nó không phải là dùng trong ESG không, mà nó còn dùng trong những lĩnh vực kinh doanh khác đó. Nó đánh giá cái hiệu hiệu quả của mình đầu tư vào nó có hiệu quả hay không trong một cái dự án nào đó. Còn trong ESG nó là đánh giá hiệu quả của việc mà chạy quảng cáo, đó là ROI. Còn CPP là cost per purchase,
cost là chi phí per purchase, nghĩa là cái khách hàng họ mua cái sản phẩm của mình đó, thì nó sẽ đánh giá là với cái số tiền quảng cáo mình bỏ ra đó, thì mỗi một cái đơn hàng như vậy á thì nó sẽ tốn bao nhiêu tiền quảng cáo. Thì bạn thấy là trong SC mình có chạy quảng cáo đúng không, thì mình tính được CPB á, là mình sẽ đo lường được là mỗi một cái đơn hàng mình bán cho cái cửa hàng mình á, mình đã xài bao nhiêu tiền quảng cáo, mình tính được luôn. Đó, như vậy thì bạn phải hiểu ý nghĩa của CPB là gì, bạn phải biết cách tính công thức là gì nữa đúng không. Thì CPB là gì, như thế nào, mình đã làm cái video đã ở đây rồi, bạn mà coi cái bài CPB Cost Per Purchase nè, cách đánh giá hiệu quả ở quảng cáo nè, có giải thích ý nghĩa, có đưa ra ví dụ công thức này nọ rất là chi tiết. Mà thật sự thì cái này mình nói nhanh các bạn cũng hiểu rồi, thì các bạn cũng không cần, nếu mà bạn thấy nó dễ mà không cần phải là coi nó hết cái video nó giải thích rồi, như bạn cũng hiểu rồi. Như vậy thì cái ROI với cái CPB là mình nhắc lại là các bạn thấy là bạn nắm lại cơ bản rồi đúng không? Thì bây giờ tiếp tục với vấn đề CA, CA có nghĩa là conversion rate, đó là cái tỷ lệ chuyển đổi. Tại sao mà phải quan tâm đến tỷ lệ chuyển đổi? À, tỷ lệ chuyển đổi có nghĩa là khách hàng họ vào cái cửa hàng của mình họ có mua hàng hay không, nó là chuyển đổi vào có mua không, và mua là mua bao nhiêu đơn hàng, trên cái tỷ lệ vào đó thì cái đó mình sẽ tính ra cái phần trăm, đó là tỷ lệ chuyển đổi. Thì mình cũng đã làm video rồi, nếu bạn không nhớ bạn coi lại cái video mà tỷ lệ chuyển đổi SC là gì nè, cái yếu tố ảnh hưởng của conversion rate đó. Thì bạn thì đó là cái video, đó là cái vấn đề về CM. À, như vậy thì bạn hiểu được ý nghĩa của tỷ lệ chuyển đổi là gì, bạn cũng biết cách tính công thức rồi đúng không? Rồi, ngoài ra nó còn một cái AOV. AOV thực sự nó quá dễ hiểu nên là mình không có làm video về AOV. Thì trong cái video này mình giải thích luôn A, cái tiếng Anh là Average. Average Revenue đó là cái trung bình của vấn đề doanh thu thôi, từ cái đơn hàng. Ví dụ như bạn ở đây bạn có là 20 đơn hàng, 20 order, và cái doanh thu của bạn là 406 đô, thì bạn lấy 406 đô này nè, bạn chia cho 20, thì trung bình mỗi một cái đơn hàng như vậy á là nó giá trị là khoảng 20 đô. Thì bạn hiểu được là cái doanh thu, cái tiền mà mình thu được á mỗi một order như vậy á là 20 đô. Thì bạn sẽ ước lượng được gì, bạn sẽ biết là bạn sẽ ước lượng nhanh là thường cái chi phí mình bỏ ra cho một cái đơn hàng như vậy mình sẽ sản xuất là bao nhiêu tiền, ship là bao nhiêu. Thì bạn có thể suy nhanh ra cái tiền lời chẳng hạn. Nếu mà bạn thấy là cái trung bình mà doanh thu á trên cái order này nó càng cao á, thì có nghĩa là bạn càng tốt, tại cái doanh thu trên cái order, một order thì mình thu được cái doanh thu nó là bao nhiêu, thì cái doanh thu nó càng một order trong một doanh thu nó càng nhiều thì mình dư được một khoản, nó nên là cái AOV nó càng lớn thì nó càng tốt. Rồi như vậy thì bạn hiểu được bốn cách tính cho bốn cái chỉ số, và bạn biết được là ý nghĩa của từng cái chỉ số rồi đúng không? Rồi rồi hiểu là gì rồi đúng không? CPB hiểu là gì rồi đúng không? CA, AOV là bốn cái, thì bạn biết cách tính, bạn hiểu ý nghĩa là gì, và khi bạn nhìn vào cái chỉ số là bạn có thể đưa ra được quyết định. Bạn có thể đưa ra được cái quyết định là mình quyết định gì, quyết định là mình có nên tăng quảng cáo lên hay không, hoặc là mình có nên giảm quảng cáo xuống hay không, hoặc là mình sẽ duy trì cái quảng cáo như vậy tiếp tục và theo dõi nó tiếp hay không. Đó, thì đó là quyết định, một là tăng, hai là giảm, ba là để chỉ tiếp tục nó chạy. Thì ở đây nó sẽ có hai phần, phần trên và phần dưới. Thì phần trên á là nó một cái bảng quảng cáo trên AC, và từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, vậy là bạn tính được bốn cái chỉ số này cho cái tháng 1 năm 2024. Cái bảng ở dưới á là nó tính cái chỉ số, bốn chỉ số này nè trong cái tháng 2, thì cái tháng 2 cái bảng này là mình chụp đến ngày 4 tháng 2. Như vậy thì mình sẽ so cái chỉ số quảng cáo của tháng 2, tập đầu tháng 2 đến với cái toàn bộ của tháng 1 mới vừa qua. Mình xem coi là cái quảng cáo hiện tại của tháng 2 nó đang theo cái chiều hướng nè. Nên là bây giờ sao mà mình phải có hai bảng, mà mình tính một bảng thì mình đâu có so sánh được. Mình phải tính hai 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 phần, một cái phần quá khứ và một cái phần hiện tại. Phần quá khứ thì bạn thấy là rau nó là 37,62%.
ROI có nghĩa là lợi tức đầu tư, thế là tôi bỏ tiền ra tôi quảng cáo bao nhiêu đó đó thì tôi thu được bao nhiêu tiền lời, và mình lấy cái tiền lời mình chia cho cái chi phí đầu tư thì nó ra tỷ lệ phần trăm. Như vậy cái tiền lời mà chia cho chi phí đầu tư đúng không, thì cái tiền lời nó càng lớn thì cái ROI nó càng lớn. Nên là bạn thấy nếu mà so sánh giữa tháng 2 với cái tháng 1 á, thì cái ROI của tháng 2 nó tốt hơn. Như vậy thì đây có một cái tín hiệu tích cực á, là trong cái việc quảng cáo là ROI của cái tháng 2, đầu tháng 2 này nó đang tốt hơn tháng 1. Đó là một cái tín hiệu tích cực. Nếu bạn không nhớ cái tính ROI thì bạn coi lại cái video trước nha. Thì ở ROI mình lấy 76 là cái doanh thu đó, mình trừ cho cái chi phí của mình, chia cho chi phí spend là chi phí quảng cáo các bạn. Ở trên cũng vậy, lấy 406 trừ 295 mình cho nó chia cho 295 thì lại ra 37. Vậy thì nói lại ha, cái ROI đang có chiều hướng tích cực trong cái tháng 2. Nhưng mà nếu mà nhìn vào một cái ROI không đó, thì mình chưa có quyết định là tăng quảng cáo lên được. Thì mình coi thêm một cái nữa, bốn cái rồi mình coi cái thứ hai nữa. Cái thứ hai là cái CPB. CPB thì mình nhắc lại nữa là chi là cost per purchase, có nghĩa là cái chi phí mà quảng cáo để có một cái đơn hàng là bao nhiêu. Thì bạn thấy là cái tháng 1, toàn bộ tháng 1 tính trung bình ra cái chi phí mà quảng cáo cho một cái đơn hàng cost per purchase nó đang là 14 đô. Một order là 14 đô. Như vậy thì tôi phải bỏ 14 đô la quảng cáo để mà tôi có được một cái đơn hàng. Vậy thì nội cái chi phí quảng cáo nó là 14 đô rồi. Trong khi đó cái một cái đơn hàng mình bán được bao nhiêu tiền? Một đơn hàng thì thường mình bán được hai mấy đô đúng không? 25, 26 hay là 30 gì đó tùy vào cái kích cỡ. Ví dụ bán áo thì tùy vào cái kích cỡ. Thì từ hai mấy đến 30 đi. Mà cái chi phí quảng cáo nó là 14 đô rồi. Vậy thì nếu bạn lấy cái doanh thu của một cái áo á, mà bạn trừ đi chi phí quảng cáo thì bạn còn lại có mười mấy đô. Sau đó mà chưa nói tiền in và tiền ship hàng nữa. Và nếu bạn có thuê nhân viên hay là bạn có những cái chi phí khác nữa thì mình thấy là cái chi phí quảng cáo nó chiếm khá là lớn trong cái tháng 1. Và bạn cũng nên nhớ là tại sao mình sẽ đặt câu hỏi, ủa tại sao vậy trong tháng 1 mà cái chi phí quảng cáo nó lại lại thấp, nó lại thấp như vậy, nó lại tốn tiền như vậy. Thì tháng 1 là cái tháng mà quý 1 đúng không? Thì trước đó tháng 1 là tháng 12 là quý 4 2023, thì thường người ta dồn tiền người ta mua hàng cho quý 4 rồi, nên là sau quý 4 người ta chưa có mua, cái sức mua nó chưa có lên lại, nên là cái chi phí quảng cáo bỏ ra để mà mình bán hàng nó sẽ cao đó. Vậy thì nhìn qua tháng 2 sao? Thì nhìn qua tháng 2 bạn thấy là cái tháng 2 thì CV nó giảm xuống còn có 7,5 đô. Vậy thì mình đưa ra được một kết luận là gì? Vậy thì trong tháng 2 á, cái tiền quảng cáo mình bỏ ra chỉ có 7 đô, 7,5 đô thôi, mình đã bán được một đơn hàng. Mình chỉ cần chạy quảng cáo 7,5 đô mình bán được một đơn. Trong khi đó tháng 1 mình bỏ quảng cáo ra 14 đô mới có được một đơn hàng. Vậy thì CPB của tháng 2 á là nó đang theo cái chiều hướng tích cực. Hồi nãy mình nói là ROI nó đang là của tháng 2 á, mà nó đang tốt đúng không? Nên nó cao hơn. Thì bây giờ mình nhìn qua CPB mình thấy nó cũng đang cao hơn. Nó đang tốt hơn. CPB thấp thấp nên là tốt. CPB 7,5 đô thấp hơn 14 đô là CPB đang tốt. ROI cũng đang tốt. Tháng 2 nó hai cái chỉ số cho mình tín hiệu tốt rồi đó. Rồi. Bây giờ hai cái mình nhìn vô mình cũng chưa có tin, mình chưa có ra quyết định. Mình muốn cẩn thận, do cái tính cẩn thận mà mình muốn nhìn thêm những chỉ số khác nữa. Giờ mình tiếp tục mình nhìn qua cái conversion rate. Cái conversion rate nó viết tắt là CA đúng không? Conversion rate thì mình nói lại cho mấy bạn nắm là khi mình chạy quảng cáo thì mình sẽ có nhiều traffic đúng không? Khi mà bạn chạy quảng cáo thì mình sẽ có nhiều traffic. Traffic nhiều thì có nhiều người vô cửa hàng mình đúng không? Khi mình chạy quảng cáo thì có nhiều traffic. Traffic thì khách hàng sẽ vào cửa hàng mình nhiều. Như vậy thì khi mà khách hàng vào cửa hàng mình á thì có bao nhiêu, 100 người vào thì có bao nhiêu người mua. Sau đó mình tăng quảng cáo lên thì có 1.000 người vào thì có bao nhiêu người mua, thì mình phải tính ra cái tỷ lệ chuyển đổi. Thì cái đó là cái CA. Thì trong tháng 1 thì bạn thấy á, là cái tỷ lệ chuyển đổi nó có 2,03%, nhưng mà trong tháng 2 thì bắt đầu thấy là cái tỷ lệ chuyển đổi là 3,61%. Tỷ lệ chuyển đổi của cái tháng 2 á, đầu tháng 2 nó đã cao
rõ rệt so với cái tháng 1, và nó đang là hay chiều hướng tích cực, tỷ lệ chuyển đổi cao, có nghĩa là cái chuyển đổi mua hàng nó nhiều hơn, khách hàng họ vô họ mua hàng bắt đầu nó tăng lên, thì nên là CA nó mới tăng đó. Vậy thì cái chỉ số thứ ba nó cũng cho bạn là cái chỉ số tích cực luôn, mình có ba cái chỉ số tích cực rồi đó. Giờ muốn coi thêm một chỉ số nữa để cho nó an tâm thì mình coi thêm một chỉ số AOV. AOV là trung bình một cái đơn hàng vậy thì mình thu được bao nhiêu tiền, cái doanh thu. Bây giờ mình bán 10 đơn, mình bán 10 đơn đúng không, thì mỗi một đơn hàng vậy đó trung bình là bao nhiêu, thì bạn thấy là tháng 1 AOV á, trung bình một cái đơn hàng là mình thu được là 20,31 đô, nhưng mà trong tháng 2 trung bình một cái đơn hàng là nó lên tới 25 đô doanh thu á, doanh thu một đơn hàng. Tại sao mà tính trung bình của một cái cửa hàng, tại vì trong một cái cửa hàng nó không có bán một sản phẩm không, nó không phải bán áo không, nó có thể bán sticker. Sticker cái một cái áo nó có thể là 30 đô tính luôn tiền ship, nhưng mà một cái sticker nó có thể là nó có mười mấy đô, hoặc là một cái file digital nó có thể là nó có 5 đô. Nên là bạn phải tính trung bình một cái đơn hàng vậy là cái doanh thu là bao nhiêu thì mình mới biết được là mình lời nhiều hay ít. Nếu mà cái cửa hàng của mình đó, nó chỉ có bán áo không đó, thì mình không cần tính cũng được đó, hoặc là mình tính nhanh mình cũng được đó. Nhưng mà bây giờ cái cửa hàng mình nó không phải bán áo không, nó còn bán digital, nó không bán sticker, nó bán ly, nó bán túi, những cái sản phẩm đó nó có cái số tiền khác nhau, thậm chí là có nhiều sản phẩm giá tiền nó rất là thấp. Nên là một cái đơn hàng đó, mà mua những cái sản phẩm mà có cái giá thấp đó, thì khi mà tính trung bình ra giá thấp chủng à đó. Nên là mình phải tính trung bình thôi, tổng cái trung bình như vậy nó đang ở cái mức nào, thì bạn thấy là cái doanh thu của cái tháng 2, trung bình của tháng 2 á, AOV nó đang là 25 đô 5,3 là cao, nói là doanh thu một cái đơn hàng nó đang tăng. Như vậy thì khách hàng có thể là khách hàng họ mua những cái sản phẩm mà nó có lợi nhiều, quần áo này nó có lợi nhiều chẳng hạn, thì nó đang tốt. Như vậy thì mình đã có bốn cái chỉ số của tháng 2, nó cho mình những cái dấu hiệu tích cực. Như vậy thì giờ đưa ra quyết định là có nên tăng quảng cáo hay không, có đang tích cực thì có nên tăng không, chắc chắn là mình phải tăng đúng không, mình đang thấy nó tích cực mà. Nhưng mà có một vấn đề là mình thấy là cái thời gian ở đây mình phân tích thời gian của ở trên là cả một tháng, nhưng mà ở dưới mình phân tích thời gian á, là mới chỉ có khoảng 4 ngày thôi. Thì nếu mà bạn bạn hơi hơi chưa có an tâm á, thì bạn có thể là bạn đợi thêm chừng 2 3 ngày nữa, cho nó lên khoảng 5 6 ngày gì đó, tổng cái thời gian này 5 6 ngày gì đó thì bạn ra quyết định cũng được đó. Còn không có thì bạn thấy là nếu mà bạn cảm thấy là bạn có dựa vào cái chỉ số thứ hai là kết hợp với cái việc mà cái cảm tính của bạn đó, thì phân tích cảm tính của bạn thì bạn có thể đưa ra quyết định liền ngay từ thời điểm này luôn cũng được, chứ không nhất thiết là mình phải chờ một cái khoảng thời gian nó dài quá. Tại vì cái người mà ra quyết định đó, thì một phần là cảm tính, nhưng mà một phần á còn phải lý tính nữa đó. Nên là bạn phải biết kết hợp với hai cái yếu tố đó ra quyết định. Chứ nếu mà bạn dựa vào chỉ số không á, mà bạn ra quyết định thì có thể nó sẽ chậm, còn nếu mà có cảm tính vô một chút đó, thì nó sẽ quyết định liền, nó sẽ nhanh hơn. Đó là bạn phải kết hợp với hai cái đó. Nói chung là mỗi một người nó sẽ có một cái cách phân tích khác nhau một chút. Một cảm tính thì nó cũng khác nhau một chút, nhưng mà về cái vấn đề về tính cái những cái công thức, những cái số liệu, những cái chỉ số này là tất cả mọi người đều phải làm giống nhau đó. Thì nó sẽ cho bạn một cái số liệu, cái là cách tính đó, nó sẽ cho bạn cái số liệu để bạn nhìn. Nhưng mà khi mà cái người nhìn đó, mỗi người sẽ có một cái quan điểm nó sẽ khác nhau, cái góc nhìn nó khác nhau đó. Nhưng mà khác hay không khác gì đó thì bạn cũng phải phải có một cái bản báo cáo là cái những cái chỉ số mình đang quảng cáo này nó tốt hay không tốt đó. Thì đó là cái video ngày hôm nay, cách mà mình tổng hợp lại những cái chỉ số mình đã hướng dẫn cho các bạn trong những cái video trước, và cái cách mình phân tích những cái chỉ số đó mình đưa ra cái quyết định xem là cái quảng cáo mình nó có hiệu quả hay không, và nếu mình hiệu quả thì mình nên làm gì, không hiệu quả thì mình nên làm gì ha. Cảm ơn các bạn đã xem.